Con chào sư ạ. Sư có thể giải thích cụ thể về nghề nghiệp không buôn bán người trong năm nghề không nên làm của cư sĩ được không ạ? Và nghề tuyển dụng xuất khẩu lao động hiện nay có bị coi là nghề buôn bán người không? Bản thân là nhân viên tuyển dụng thì sẽ có phần trăm hoa hồng của công ty quy định. Lĩnh vực này được nhà nước cấp phép thông tin tuyển dụng, chi phí và chế độ đãi ngộ thì nó cũng rõ ràng, nhưng vẫn sẽ có những người sang bên ấy may mắn, người vất vả hơn, có những xí nghiệp tốt và xí nghiệp không ra gì. Con thấy Đức Thế Tôn dạy là nghề mua buôn bán người và môi giới là không nên làm, nên một thời gian dài con luôn băn khoăn về nghề nghiệp của mình, xin sư giải đáp giúp con. Về vấn đề này thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tương sẽ trả lời trước. Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, thì như đã đề cập rồi đó, ở đây có 5 cái nghề mà buôn bán trái đạo của người cư sĩ hay là người cận sự đó quý vị. Đó. Nếu mà mình tự hào mình là một người cư sĩ, một cận sự, thì mình dính vô 5 cái nghề nè. Năm cái nghề này là gọi là tà mạng đó, buôn bán trái lỗi đạo mà Đức Thế Tôn ngài đã quy định. Thì chị xin tóm tắt theo qua năm cái điều này để cho quý vị hiểu rõ. Tại vì nếu mà lỡ nhắc cái điều chính buôn bán người không thì nó cũng đôi khi một số vị mới mà vô nghe livestream này nè, hay là mới nghe vấn đáp đó, đôi khi mà thắc mắc là 4 cái còn lại là gì. Thứ nhất là cái nghề mà gọi là buôn bán vũ khí, thưa vị, đó là bán khí giới dùng để giết hại nhau, như là gươm đao, cung tên, súng đạn, bom mìn rồi đó, vân vân ha. Thứ hai là buôn bán chúng sanh, thì theo chú giải điều này tức là bán con người để người khác mua về làm nô lệ. Đó là cái điểm thứ hai là cái vị này nói, họ nói là mình chút xíu sẽ mổ xẻ ra. Cái thứ ba là buôn bán thịt, theo chú giải điều này tức là bán con thú để người mua về lấy thịt ăn, cũng có nghĩa là mua thịt thú bán lại cho người khác ăn. Cái thứ tư là buôn bán chất sai, nghĩa là buôn bán thức uống làm cho người khác say sưa, như các loại rượu men, rượu nấu, bia, rượu, hay thậm chí là, xin nói thẳng luôn nha, là ma túy luôn đó. Đó, ma túy. Cái thứ năm là buôn bán thuốc độc, tức là bán chất độc dùng để hại chúng sanh. Hại chúng sanh nghe, chứ không phải hại con người thôi nha. Đó. Thì người cư sĩ mà luôn sống bằng 5 cái nghề buôn bán này là gọi là người sống tà mạng, có cái nghề tà mạng. Rồi bây giờ chúng ta vô vấn đề chính là cái vị này hỏi là giải thích cho cái vị này về cái vấn đề mà gọi là buôn bán chúng sanh. Thì một lần nữa xin nhắc lại, thì theo chú giải điều này tức là buôn bán con người để người khác mua về làm nô lệ. Thì cái vị này nói là như vậy nè, vị nói là rất là băn khoăn vì cái nghề nghiệp của mình đó, vân vân, nghề nghiệp mình đó, tại vì cái nghề nghiệp này theo sư hiểu là tuyển dụng có phần trăm hoa hồng, thậm chí không biết là có thuần túy có thiện dự tuyển dụng hay không nghe, hay là có môi giới vòng đông á, kêu công ty có quy định. Thì công ty này là chỉ nói chung thôi chứ cũng chưa biết là tại vì công ty bây giờ cũng đủ thứ công ty chứ bị đủ thứ công ty cho nghe đó. Lĩnh vực này được nhà nước cấp phép thông tin, nói là nhà nước được cấp phép thông tin tuyển dụng, chi phí đãi ngộ thì nó cũng rõ ràng nhưng vẫn sẽ có người sang bên ấy may mắn, vất vả hơn, những xí nghiệp tốt không ra gì. Thì cái vị này bị băn khoăn là cái nghề nghiệp của mình đó, là nó có bị dính vô cái gọi lại buôn bán và môi giới là không nên làm không. Thì bây giờ vấn đề nó nằm ở đây nè, cái câu hỏi này á, là một câu hỏi mở. Câu hỏi mở là tức là sao? Tức là sư sẽ đưa ra những cái dữ kiện sau đây, rồi á, bản thân cái vị này nè là xem xét những cái dữ kiện mà sư đưa ra sau đây, rồi tự mình trả lời câu hỏi xem mình, cái nghề mình hiện tại á, là nó có dính vào cái gọi là tà mạng, là dính vào cái việc mà gọi là môi giới và buôn bán người không. Đây là, rồi bây giờ chúng ta vấn đề chính này nha. Thì xin thưa quý vị là ở trong thời chúng ta hiện nay có một cái khái niệm mới mà gọi là nô lệ hiện đại, thưa quý vị. Nô lệ hiện đại. Thì vậy bây giờ cái thuật ngữ nô lệ hiện đại là như thế nào? Thì sư tìm hiểu ở nhiều nguồn á, thì cái thuật ngữ là như vậy.
Nô lệ hiện đại là một thuật ngữ sử dụng để miêu tả tình trạng và hệ thống áp bức và bóc lột lao động trong thời kỳ đương đại. Điều đáng lưu ý là thuật ngữ này không chỉ ám chỉ sự nô lệ theo nghĩa truyền thống, mà nó bao gồm cả các hình thức khác nhau của việc bóc lột nè, bắt cóc nè, lao động nè và lạm dụng trong các ngành công nghiệp và nền kinh tế hiện đại. Đó là cái thuật ngữ đó. Thì bây giờ nè, nô lệ nó bao gồm những tình huống sau này nha. Bây giờ sư sẽ đưa ra tổng cộng cho cái vị này là tổng cộng có bốn cái trường hợp tiêu biểu. Rồi bản thân á, cái vị này á tự mình xem xét cái nghề nghiệp á, cái mình đang làm nó có dính trong bốn cái này không, để tự mình có câu trả lời là mình có dính vào tà mạng không ha. Thì nô lệ hiện đại á, có thể bao gồm những tình huống sau. Thứ nhất là lao động bắt buộc, tức là người lao động bị ép buộc làm việc với điều kiện và mức lương kém, không có sự lựa chọn tự do về việc làm và thời gian làm việc. Thứ hai là buôn người, là người ta buôn bán vận chuyển người qua biên giới để bán làm nô lệ lao động, gái mại dâm, lao động trái phép hoặc các hình thức khác của nô lệ hiện đại. Cái thứ ba là việc trong điều kiện khắc nghiệt, người lao động bị bắt làm việc trong môi trường nguy hiểm, không an toàn, không có bảo hộ lao động, không có quyền tự bảo vệ. Cái thứ tư là lạm dụng lao động, tức là sao, tức là người lao động bị tàn phá, bóc lột, không được trả công công bằng, bị tước đoạt quyền lợi và đối mặt với hình phạt về mặt vật chất hoặc tinh thần. Thì cái thuật ngữ nô lệ hiện đại này nhấn mạnh sự liên quan với các hình thức nô lệ trong quá khứ và sự hiện diện của xã hội hiện đại. Nó nhấn mạnh sự bất công và bóc lột người lao động trong ngành công nghiệp và nền kinh tế hiện đại. Thì đó, thì sư chỉ là đưa ra, tại vì vốn dĩ á, cái nghề quý vị đang làm á, quý vị tuyển dụng và quý vị hiểu rõ cái công ty đó, cái tính chất nghề nghiệp quý vị, chính quý vị là người hiểu rõ nhất thôi. Chứ quý vị đưa ra cái dữ kiện đó, những cái dữ kiện mà nó không đủ để sự kết luận là cái này là nó có tà mạng không. Cho nên cái người mà trung thực nhất, gọi là nó đúng hơn là cái quan tòa mà nó công bằng nhất, nó trung thực nhất để tự mình phán xét cái việc mình này mình là nó đúng hay sai, là chính là bản thân quý vị. Khi mà sư đã cố gắng, sư đã cung cấp các dữ kiện và quý vị về bị suy tư là suy xét đi, suy xét lại đó, quá khứ hiện tại vị lai đó. Quá khứ hiện tại vị lai nha, đó quý vị coi mình có phạm hay không, thì quý vị sẽ tự biết. Quý vị chính là người trung thực nhất trả lời cho con, chính mình cho câu hỏi trả lời này, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, với sư thì sư có một cái nhìn ở khía cạnh khác. Đó là chúng ta xem công việc của mình là công việc gì. Tức là bản chất công việc của mình là mình buôn bán con người hay là mình giới thiệu việc làm. Nhớ, nó có cái tội là cái tội buôn bán người. Nó là tội vi phạm pháp luật. Còn cái việc là giới thiệu việc làm thì nó lại là việc khác. Cái khía cạnh là buôn bán người thì nó có, quý vị có thể nghiên cứu kỹ hơn về pháp luật Việt Nam thì nó sẽ có nhiều gợi ý hơn. Ví dụ như mình giới thiệu một người đi qua, ví dụ như là đi qua nước ngoài để kết hôn chẳng hạn, và mình dụ dỗ rồi mình hứa hẹn mình đưa người ta đi qua để người ta kết hôn, ví dụ như, thì nó vẫn được tính vào cái mua bán người. Ví dụ như mình hứa hẹn người ta là có cái công việc làm, việc rất là nhẹ và lương rất là cao, và mình dụ dỗ người ta để người ta đi qua bên đó, và người ta sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh ví dụ như bị mua bán rồi bị lừa đảo các thứ, thì nó thuộc về mua bán người. Còn những cái ngành nghề mà nó chỉ thuộc về cái dạng mà giới thiệu việc làm thì sư không nghĩ là nó được tính vào mua bán người. Cái này có thể nó cũng là một đề tài mà các sư sẽ bàn luận với nhau để đưa ra để làm rõ vấn đề. Còn với cái nhìn của sư thì nó chỉ đơn thuần là giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, nó đều có hai mặt.
Điều quan trọng là khi mình giới thiệu việc làm như thế, mình có cái sự nghiên cứu kỹ hay không? Hay là người ta chỉ đơn giản là người ta đưa rồi mình cứ vậy mình giới thiệu thôi. Nhớ nha, mình giới thiệu cho cái ngành nghề tốt á, là mình được hưởng cái gọi là gì đó, hưởng cái sự biết ơn của người ta. Nhưng nếu như mình mà giới thiệu một cái ngành nghề không tốt á, mình sẽ chịu người ta oán. Cho nên á, là một vị tỷ kheo á, ở trong luật nghe, cái tội tăng tàn là có một tội là không được môi giới hôn nhân. Tại nếu như mà một vị tỷ kheo mà môi giới hôn nhân thì người ta lấy, người ta cưới nhau về, người ta sống hạnh phúc á, thì người ta cảm ơn. Mà người ta sống lấy nhau về, người ta sống đau khổ là người ta rủa. Cho nên là Đức Phật cấm các vị tỳ kheo là môi giới hôn nhân. Thì đó là dành cho các vị tỳ kheo. Còn ở đời thì nó cũng mang tính chất nó giống vậy. Thì khi mà mình giới thiệu việc làm, cái cách tốt nhất mình có cái trách nhiệm thì mình cần phải tìm hiểu kỹ cái đơn vị đó. Tại vì sư biết là cũng có nhiều người họ hợp tác lao động nhưng mà họ gặp phải những người chủ khắc nghiệt, rồi những người chủ nợ tiền lương, thậm chí là họ đi đến những cái quốc gia mà không tìm thấy được ở trên Google luôn. Đó. Rồi sống thì rất là cơ cực, chủ thì nợ lương hẹn mà cả năm trời, rồi phải không tìm được cái cách nào để liên lạc về với việc người Việt mình để liên hệ với gia đình để cứu hết trơn. Thì cũng có những trường hợp như thế. Cho nên nếu như quý vị lựa chọn cái nghề này thì sư chỉ có lời khuyên là mình phải sử dụng từ là phải tìm hiểu cho kỹ, rồi để mình giới thiệu cho người ta, mình chỉ giới thiệu những nơi tốt, còn những nơi mà không tốt thì mình có thể từ chối. Còn nếu như quý vị cái kiểu là tốt cũng có mà không tốt cũng có thì mình sẽ có một cái dạng nghiệp hỗn hợp. Và bản thân nếu như mình lựa chọn một cái kiểu sống như thế thì xin thưa là sư tin là Đức Thế Tôn này cũng không khuyên đâu. Bởi vì như sư nói đó, nó cũng sẽ tương tự như cái đối với chư tăng mà cái nghề môi giới hôn nhân nó cũng y chang vậy. Thì cái nghề giới thiệu việc làm thì nó cũng tương tự như thế. Nó một số cái bản chất nó không khác nhau. Quý vị có thể nghe kỹ sự phân tích của các sư để chúng ta tham khảo và cho ra cái câu trả lời cho chính mình. Và sư qua câu hỏi.